Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ ngày Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và một số vấn đề khác tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại một số xã của hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải, sau khi kiểm tra nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương thực hiện tốt việc tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo sự công bằng. Bên cạnh đó, đối với những người cô đơn cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn, cần có sự động viên kịp thời để họ luôn cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Về vấn đề an ninh trật tự, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, lưu ý những địa điểm có nguy cơ cao, thực hiện tốt việc phòng chống đốt các loại pháo và thả đèn trời trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp xử lý hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo tinh thần chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Liên quan đến mục tiêu tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tỉnh đang phấn đấu đạt 100% số hộ dân đấu nối sử dụng nước máy trước tháng năm tới. Do đó các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lắp đặt của người dân ngay cả trong những ngày nghỉ Tết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhắc nhở các địa phương cần làm tốt công tác tuyển quân, triệu tập đầy đủ thanh niên trong độ tuổi đi khám sức khỏe theo quy định của pháp luật, đồng thời vận động các thanh niên có trình độ học vấn đủ sức khỏe tình nguyện tham gia quân ngũ, đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Chiều qua, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí đoàn kết, đầm ấm, thân tình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và chức sắc các tôn giáo đã cùng nhau đánh giá lại những hoạt động trong tổ chức, động viên nhân dân nói chung và đồng bào của đạo nói riêng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương. Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, các tôn giáo đã phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành đoàn thể, vận động nhân dân nói chung, đồng bào có đạo nói riêng, tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường xã hội ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh mong muốn các vị chức sắc tiếp tục động viên đồng bào có đạo phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xây dựng xứ họ đạo bốn gương mẫu, chùa cảnh bốn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào từ thiện vì cộng đồng, các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành tổ chức đánh giá sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học giai đoạn 3, dự án hành cung Lỗ Giang thời Trần thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tới dự. Khu di tích hành cung Lỗ Giang tại khu vực Đền Thái hay còn gọi là Đền Trần nằm ở ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý, xưa thuộc xã Thâm Động, Phủ Long Hưng. Miền đất nổi tiếng và gắn bó với lịch sử phát tích của nhà Trần, nay là xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Qua hai giai đoạn khai quật khảo cổ học năm 2014-2015, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành đã phát hiện được rất nhiều di vật, vật liệu kiến trúc, các loại đồ dùng trong sinh hoạt và dấu tích nền móng của công trình kiến trúc đời Trần. Khu vực đền Trần xã Hồng Minh hiện nay là hành cung Lỗ Giang dưới thời vua Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông và là hành cung Kiến Xương vào thời vua Trần Hiến Tông. Kết quả điều tra khai quật khảo cổ học giai đoạn 3 năm 2016-2017 đã tiếp tục làm rõ tổng thể mặt bằng kiến trúc thời Trần ở khu A, phát hiện được quần thể các công trình kiến trúc, khẳng định hành cung Lỗ Giang xã Hồng Minh rất rộng lớn.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội thảo khoa học về kết quả khai quật khảo cổ học giai đoạn 3, dự án hành cung Lỗ Giang thời Trần thuộc xã Hồng Minh. Chương trình hội thảo do Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà tổ chức. Qua tham quan thực tế hành cung Lỗ Giang và báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học giai đoạn 3, các nhà khoa học, khảo cổ học cùng các ngành chuyên môn đã phân tích những đánh giá bước đầu về kết quả điều tra khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích. Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cần xây dựng đề án điều tra khai quật và nghiên cứu khảo cổ học tổng thể khu di tích hành cung Lỗ Giang giai đoạn 2018-2020, có phương án bảo vệ các di tích đã xuất lộ và phương án thu hồi đất khu di tích nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích trong tương lai. Xây dựng đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích hành cung Lỗ Giang thời Trần tại Hưng Hà, Thái Bình và kết nối trong tổng thể di sản văn hóa của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Viện Nghiên cứu Kinh Thành khẩn trương hoàn thiện báo cáo khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục khai quật, làm rõ giá trị văn hóa lịch sử của hành cung Lỗ Giang. Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà cần phối hợp chặt chẽ với đoàn khai quật trong công tác bảo tồn, gìn giữ khu khai quật, công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ công tác khảo cổ. Thưa quý vị và các bạn, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng liên quan đến chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại dịch vụ. Doanh nghiệp nào quan tâm đến công tác xây dựng đảng thì vai trò uy tín của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được khẳng định, giúp doanh nghiệp phát triển. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn thực tế phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tại Thái Bình hiện nay. Là công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình đã hơn 9 năm và cũng đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng được 7 năm. Anh Nguyễn Khắc Khởi luôn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu tốt trong công việc không chỉ đơn giản bởi mục đích có được mức thu nhập khá, mà quan trọng hơn, anh Khởi luôn tâm niệm, mỗi cá nhân người lao động tốt thì đơn vị công ty sẽ phát triển và việc phấn đấu trở thành đảng viên gương mẫu sẽ giúp cho chính mình rèn luyện tốt hơn. Việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đối với cá nhân tôi là tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi luôn nêu cao cái tinh thần gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực để làm sao phấn đấu hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ mà Đảng bộ công ty đã giao cho. Cũng như các doanh nghiệp khác, với đặc thù cán bộ công nhân viên và người lao động luôn phải chạy đua với doanh số, với sản lượng, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Nhưng do xác định rõ tầm quan trọng của phát triển tổ chức cơ sở đảng, nên Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy, doanh số luôn tăng đều qua các năm. Đảng bộ Công ty Hải sản Thái Bình hiện nay có 68 đảng viên và hàng năm đối với công ty vẫn là tạo nguồn và phát triển đảng từ 2 đến 3 đảng viên. Nếu ở đâu mà xác định vai trò của tổ chức đảng là mạnh mẽ thì ở đó về mặt sản xuất kinh doanh là hết sức bài bản. Vì vậy cho nên là đảng bộ công ty cũng đặt nên một cái vị trí vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, nhờ những cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Thái Bình, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh cả về quy mô và số lượng, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh có 111 tổ chức cơ sở đảng với 46 đảng bộ, 65 chi bộ cơ sở và 3.686 đảng viên đang sinh hoạt. Với ban đầu thì chỉ là chi bộ có 3 đảng viên, nhưng đến nay thì chúng tôi đã có có 33 đảng viên. Và đến nay thì đã là đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt và có 3 chi bộ trực thuộc. Trong 10 năm qua kể từ khi mà chúng tôi có chi bộ đảng đến nay là đảng bộ thì doanh nghiệp đã tăng trưởng rất là nhiều, đã tăng trưởng từ 10 đến 15% trong một năm. Vâng, không cần phải nói thêm nhiều về những kết quả mà các doanh nghiệp đạt được khi xác định được vị trí quan trọng của phát triển tổ chức đảng song hành cùng mục tiêu tăng trưởng. Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song hiện nay công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều rào cản và gặp không ít khó khăn.
số doanh nghiệp có tổ chức đảng chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Vậy đâu là nguyên nhân? Hiện nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp Thái Bình có 111 tổ chức cơ sở đảng với 3.686 đảng viên đang sinh hoạt. Bình quân hàng năm phấn đấu kết nạp trên 200 đảng viên mới. Tuy nhiên, đem so sánh với tổng số trên 5.700 doanh nghiệp đang hoạt động, với gần 40.000 lao động được tạo việc làm, thì con số này còn quá khiêm tốn. Công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Trước hết là do một số doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào sản xuất, kinh doanh, thiếu quan tâm đến việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Đa số công nhân cũng chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, bản thân các doanh nghiệp cũng chỉ chú trọng đến doanh thu, lợi nhuận. Thực tế, trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện vẫn còn nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhưng chủ doanh nghiệp lại không phải là đảng viên. Do vấn đề sản xuất, công nghiệp, số đó mà chi bộ cũng phải có cái thời gian để tổ chức cái sinh hoạt chi bộ hoặc là học tập nghị quyết theo thời gian thích hợp nhất để không ảnh hưởng đến sản xuất, nhưng mình vẫn thực hiện được vấn đề triển khai nghị quyết của chi bộ và vẫn thực hiện được các nghị quyết cấp trên. Việc mà nguồn để tạo nguồn cho đảng bộ phát triển đó là vấn đề rất khó khăn, bởi vì nếu không tuyển dụng thì không có nước trẻ. Mà nếu tuyển dụng vào thì cả là một khâu quyết định đến vấn đề mà tiền lương, tiền thưởng cũng như chế độ, cho nên đều phải cân đối. Trong đề án số 10 DATU ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2014-2020 đề ra mục tiêu, mỗi năm, tỉnh ta thành lập mới từ 10 tổ chức đảng và kết nạp 200 đảng viên trở lên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ít nhất kết nạp được 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 80% tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% đạt trong sạch vững mạnh. Để củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Thái Bình hiện nay cần có giải pháp đồng bộ và vấn đề mấu chốt là có sự đồng thuận của chủ các doanh nghiệp. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin về hoạt động thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tặng quà gia đình chính sách tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải. Tại lễ trao quà, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình đối tượng chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn của xã. Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hồng. Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân, đón Tết. Đồng chí cũng mong muốn các đối tượng chính sách, hộ nghèo cố gắng phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giống thủy sản Hải Long trao 80 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải. Trao hơn 100 suất quà Tết với tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho hộ nghèo và cận nghèo của xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cấp các ngành và doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội để tất cả mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cùng Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Tổng hợp Toan Vân trao quà Tết tại xã Thụy Duyên, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Nhân dịp Tết Mậu Tuất, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo, trao hàng chục ngàn suất quà Tết cho hộ nghèo tại các huyện, thành phố. Riêng Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Tổng hợp Toan Vân trao gần 600 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong tỉnh. Theo Cục Thuế Thái Bình, trong thời gian từ nay đến ngày 28 tháng 2, để đảm bảo việc kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 nhanh chóng, thuận lợi, các tổ chức cá nhân cần thực hiện khai và gửi tờ khai quyết toán trên hệ thống quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN Online.
Cụ thể, đối với người nộp thuế là cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số để nộp tờ khai quyết toán thuế qua ứng dụng TNC Online thì sử dụng bản hỗ trợ kê khai phiên bản từ 3.4.5 trở xuống hoặc bản hỗ trợ quyết toán thu nhập cá nhân phiên bản 3.3.1. Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ điện tử với cơ quan thuế, tức là đã sử dụng chữ ký số, dùng ứng dụng IHTKK để nộp tờ khai bình thường. Thông tin chi tiết có thể liên hệ theo các số điện thoại 022-73-830-662, phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế hoặc 022-73-830-997, phòng tin học. Trước thềm năm mới Mậu Tuất, với tâm lý người dân trang hoàng nhà cửa đón năm mới, đón may mắn, nên thị trường đồ trang trí Tết lại nhộn nhịp, sức mua tăng mạnh. Tại nhiều cửa hàng hay các chợ trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng có sức mua cao như hoa nghệ thuật có giá từ 10.000 đồng một bình trở lên, câu đối 50.000 đồng một cặp, đèn lồng từ 25.000 đến 100.000 đồng một cái, phong bao lì xì từ 15.000 đồng một sấp trở lên. Ngoài ra, những mặt hàng nhỏ dùng để trang trí, đào, quất mai cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Theo các chủ cửa hàng, giá bán các mặt hàng trang trí năm nay không chênh lệch nhiều so với năm trước. Hàng chủ yếu sản xuất trong nước, đặc biệt các mặt hàng trang trí có in hình tượng trưng cho năm Mậu Tuất 2018 được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thực phẩm không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, khu vực sản xuất nhếch nhác, bẩn thỉu. Đó là thực tế mà phóng viên thời sự ghi lại ở một chợ của thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, khi cùng đoàn kiểm tra chi cục nông lâm thủy sản khảo sát thực tế tại chợ này. Quang cảnh của nơi giết mổ gia cầm. Mọi thứ hỗn độn, phân, máu và lông gia cầm ngổn ngang. Sự hỗn độn ấy theo dòng nước tràn xuống con sông ở đằng sau. Tất nhiên là bán hàng, tất nhiên nó phải có tất cả. Bán hàng gà thì thôi, thì chấp nhận, chả nhẽ quét dọn những ngày. Còn đây là nơi sản xuất, buôn bán của một cửa hàng đậu phụ. Nhếch nhác và bẩn thỉu. Nơi bán hàng cũng là nơi ở của gia chủ. Phẩm này thì em lấy lại của bà chị em, chị bán hàng ở trên ở Sơn. Sản phẩm này em chỉ thấy bà chị em chỉ hợp đồng ở bên kia, chẳng biết lấy ở bên kia về thì em lấy lại để. Hàng tạp hóa phụ gia thực phẩm. Nếu để nhận biết đâu là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng thật khó. Đi bán thì nó cũng phải giao, ý là có hàng, ví dụ có cả hàng đều, có cả hàng thật. Thì như ví dụ thì cái nào mình tin tưởng thì mình lấy mình bán, còn cái nào hàng nào không tin tưởng thì mình không lấy bán. Khi mà những sản phẩm không rõ nguồn gốc như thế này vẫn lưu thông trên thị trường thì vấn đề sức khỏe của người tiêu dùng vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Không chỉ là sự tăng cường vai trò của ngành chức năng thì bản thân những người tiêu dùng phải là những người tiêu dùng thông thái để lựa chọn những sản phẩm rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình. Phần cuối chương trình thời sự là tin về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tại các bến đò ngang. Huyện Quỳnh Phụ hiện có 10 bến đò ngang chở khách qua sông. Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông, nên nhiều năm qua giao thông đường thủy trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo, không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Để đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lực lượng chức năng ở Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát các bến đò ngang, nhắc nhở các chủ phương tiện, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là thực hiện cuộc vận động người đi đò mặc áo phao. Ban An toàn giao thông huyện phối hợp với các lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông đường thủy và thanh tra sở giao thông kiểm tra giấy đăng kiểm phương tiện, giấy phép hoạt động của bến, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện. Các phương tiện vận tải hành khách đường thủy các bến đò ngang xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết đình chỉ lưu hành đối với các phương tiện chở khách ngang sông không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Đồng thời tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự đối với chủ bến và người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.